Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại ấp An Lạc, xã An Thế Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để quay ba của Toàn cưa mấy cái cây dừa trong cái vườn này nha cả nhà. Thì bây giờ Toàn mời cả nhà cùng theo dõi nha. Ủa ba đang làm gì mà ba quấn quấn gì, đang làm gì vậy ba? Cái này cột vậy vậy đó, đặng mình lát mình hơ cái đây tại vì cột mấy bùn dừa mình thòng xuống á, mình dễ trọt qua cái râu dừa đó chứ. Dạ. Không thì nó cản trở, có khi dừa nó có khi nó kẹt dây. Dạ. Rồi mình phải giờ cột cái gì đặng mình cắt, lấy dao cắt vậy nó không bung, nó mình cắt nhưng mà không làm gì đó nó bung xa nó hoài. Dạ. Cột gì đâu mình hơi dễ. Nó đại uống thử coi nó mùi vị như thế nào. Dù sao ta cũng ăn cái ấy dừa rồi. Đang quay phim đó, hai đứa lên cái này mà ta hôi, hai đứa bay giống như chồng á. Cái này của tao. À, cột bó lại trước cho nó đừng có bị bung ra cả nhà. Đen. Đen. Trời ơi, nãy giận hả? Vậy đó hả? Vậy đó hả? Này kêu. Kêu mình có cái mã. Con phạm lỗi, con xin lỗi. Con không biết. Không biết không có tội. Đem đâu giữ hay lúa? Chặt uống thử coi có mùi gì báo cáo nha. Chặt chặt hồi vậy. Muốn thấm lên cái lưỡi mèo ngon quá. Ngọt không? Cái bông nè. Hả? Hả? Dạ dạ. Mấy trăm cái dừa. Dây này nó bằng nhựa bằng gì đốt lâu cháy lắm. Hả? Sao? Vườn ghế của ai đâu? Là cũng cứ chung vườn này hả? Chung chủ á. Ủa chỗ nào ta? Qua cây cầu lại là cầu lại vô. Cái nhà ông qua cầu lại vô tới nhà ông đó. Qua cầu lại vô tới phải giúp, phải giúp thì. À cũng tôi bấm hả? Ủa vậy ông này mua luôn hả? Khoan dưới trước ha. Rồi. Vuốt cho nó nhọn. Vậy là sáng giờ cũng làm trống ha. Chút nổ bình. Con quay thử coi bà. À, vậy đó. Vậy nó lâu bung. Dạ. Lấy sâu vậy á là nó kết dính đó. Cái độ nó kết dính đó, nó gói một cục ra luôn à. Cũng dạ. Như cục là nó bị chảy ra rồi. Chảy rồi cái mình bóp mình xe thấy chiều vậy nè, chứ mình xe ngược qua vậy nó bung ra. Dạ.
xe về cái nó tự nó cuốn vô cái nó nguội lại nó cứng lại luôn. Dạ. Ủa có mùi gì vậy anh Thiện? Thấm thấm. Có không nha? Đang uống cái mùi heo nó chọc là mũi. Uống thủng thủng mà nhẫn nhẫn đó. Đây đang dội xà xà bên cả nhà. Lúa đang uống vừa say mê mà vừa uống vừa giữ cái hử cái heo luôn. Vừa uống heo heo đang dầm. Thì bây giờ ba con Toàn sẽ tiến hành qua cái giờ tiếp theo để cưa. Thì đợt trước cũng đã cưa một cây rồi.
có ổ chuột chỉnh hư quá trời lá luôn. Vớt cái quài dừa xuống nó lắc cái đầu dừa kìa. Nó thì cái video trước thì Tần có nói về cái dừa này thì nó nằm sát cái mé gạch mình. Ở bên kia thì cái chuồng heo nó xả nước xuống cái gạch này nè. Nên là không thể nào mà cho mấy cái quài dừa này rớt xuống nước được. Đèn của Toàn đang nói cái cọng dây lớn lên cho ba của Toàn. Cọng dây này cọng dây lỡ thôi.
cột mình tới cái đầu dừa luôn để kéo. Cột càng cao thì cái lực nó càng mạnh. Đầu quá trời đông rồi. Kéo cái chặn vô vô tới tổng rồi. Ba Toàn kéo cái về tới cái cây xài đằng kia luôn rồi. Rồi hụt miếng dây. Cố lên đi. Cố lên. Ô. Quá gung. Cái cây này thì video trước ba có Toàn đã nói là cái này để sóc dưới bến á, giữ cái bờ lại, giữ cái bờ đất lại, nên phải dùng để nguyên cây. Ba có Toàn tiếp tục cưa cái thứ hai. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quá trời không biết đường lên luôn rồi. Cái giờ này cháy nó thích nha. Tàu nó cũng rất nhiều. Mấy cái lá của cái tàu dừa giống như bị con nói ăn. Nó hết rồi. Nó bị cúng cúng rồi. Wow.
Cái dừa này có mấy cái tàu nó bị con sâu nái nó ăn nè, tưa tải dần luôn. Với lại nó bị táp nắng, nó cháy, nó quéo. Nhiều nên là quay chưa thấy rõ nữa đây. Khỏi cột, có tàu dừa ở dưới rồi. Thì tàu dừa nãy giờ nó rớt dưới cũng nhiều nữa, nó sắp lớp dưới cả nhà. Với lại giờ này mưa liên tục đó, đất cũng mềm nên là không có bể. Cái này cái mấy quả dừa này chỉ để uống thôi chứ không có bán nữa. Tàu dừa thì nó đang về về cái chuồng heo bên đó, cái máy chuồng heo, nên là kéo cái tàu về để nó gớt lên cái nóc nhà, mấy con heo giật mình nó phóng ra cả nhà. Bên ngoài đó thì nó đang về về cái hầm mà nuôi heo á, nên là phải cột.
Ồ, còn một cái hoài quá bự. Nghe dịch xong nghĩ dịch cái giờ sợ bỏ nhậu luôn. Thì cái cây này vẫn tiếp tục cột cái đầu dây to giống như hồi nãy. Hồi nãy giờ mới có gió từ trưa giờ. Bầu trời quá trời nhiều kìa.
cái đồng quên kia Tùng quay cho cả nhà xem nha. Quá đẹp. Hên vừa tới cái mô sầu riêng. Nắng mệt quá bà con ơi. Vừa còn cái giữa nữa. Vừa đó cái nước cái nước thường thường mấy cây này là trồng là có cái đâu cái phần mộ đâu bên dưới đó, cái cây này nè, cái phần mộ xưa thì mới có cái mấy cái cây này thôi. Có thể là lâu quá bị vùi lấp bên dưới rồi cả nhà. Dừa, mấy cái dừa này thì nó không có già lắm. Tại vì nó bự, cái thân nó bự, nó không có già. Thì nằm nó nhỏ nó tớp lại nó mới già. Rồi vậy cũng đã xong rồi, thôi Toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu thấy video này hay thì cho Toàn xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Toàn nha. Chào tạm biệt cả nhà.